Những người thích đặt điều gây thị phi, nói xấu sau lưng bạn suy cho cùng chỉ có 3 lý do. Thứ nhất, họ không đạt đến đẳng cấp của bạn. Thứ hai, bạn đang sở hữu thứ mà họ hằng ao ước. Thứ ba, họ học theo cách sống của bạn nhưng mà chưa tới. Miệng đời thì kinh khủng lắm. Nó có thể biến trắng thành đen, biến đúng thành sai, biến những suy nghĩ chân thành trở nên sai lệch. Họ có thể ca tụng khi bạn có giá trị với họ và sẵn sàng dẫm nát tôn nghiêm nhân cách của bạn khi bạn có những thứ hơn họ, hoặc bạn không còn thỏa mãn cơn thèm lợi ích trong họ nữa. Cay đắng quá phải không? Họ đối xử tệ với bạn không có nghĩa bạn phải trả đũa lại để thỏa mãn cơn hận trong mình. Đừng làm như thế, giận quá thì mất khôn. Những kẻ kém cỏi, nói xấu, thích đâm chọc sau lưng ấy, vị trí của họ mãi chỉ ở đằng sau lưng bạn mà thôi. Vậy nên bạn không cần bận tâm, cứ mỉm cười mà bước tiếp. Đời thì cũng chỉ là thế thôi.